làm đủ 20 năm bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền lương hưu? Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Còn đối với lao động nữ đủ 55 tuổi 4 tháng, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng, cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Công thức tính lương hưu hàng tháng được xác định như sau. Mức lương hưu hàng tháng tỷ lệ phần trăm, hưởng lương hưu hàng tháng ít mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Xác định tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hàng tháng. Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng, với 20 năm đóng. Sau đó cứ mỗi năm thì tính thêm 2%, tối đa bằng 75%. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2021 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng, với 15 năm đóng sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%. Ví dụ, bạn nam, một tháng bạn đóng bảo hiểm mức lương 5 triệu, 20 năm đều đóng bảo hiểm mức lương trung bình 5 triệu tháng. Vậy sau 20 năm lương của bạn được tính là 5 x 45% bằng 2 triệu 250 nghìn. Nếu bạn đóng bảo hiểm thêm 15 năm, mỗi năm tăng 2% thì mức lương hưu của bạn là 5 x 75% bằng 3 triệu 750 nghìn. Như vậy trong môi trường điều kiện làm việc bình thường, bạn nam đi làm đóng đủ 20 năm bảo hiểm mức lương trung bình 5 triệu thì được 2 triệu 250 nghìn. Bạn nam đi làm đóng đủ 35 năm bảo hiểm mức lương trung bình 5 triệu thì được 3 triệu 750 nghìn.